Theo đó, hai nông hộ ở xã Lộc Nga và xã Đạm Ri, thành phố Bảo Lộc đã được lựa chọn triển khai mô hình với tổng diện tích là 2.000 m2. Với sự hướng dẫn của các kỹ sư chuyên ngành, các nông hộ đã quản lý tốt các chỉ tiêu như pH, màu nước và duy trì độ sâu ao nuôi ổn định. Việc cho cá ăn đảm bảo đủ lượng, đủ chất, đáp ứng nhu cầu dinh dưỡng và phát triển của cá. Sau 8 tháng triển khai, cá nheo đạt tỷ lệ sống 91%, số lượng thức ăn tiêu tốn là 8.000 kg, trọng lượng bình quân 1 kg một con. Sau thời gian nuôi khoảng 10 tháng, tỷ lệ sống của mô hình đạt 85%, trọng lượng bình quân của cá đạt 1,5 kg một con, năng suất mô hình sau 10 tháng nuôi khoảng 5,1 tấn. Về hiệu quả kinh tế, tổng lợi nhuận đạt được của hai mô hình là 308 triệu đồng. Sau khi trừ các chi phí, mỗi gia đình đạt lợi nhuận khoảng 154 triệu đồng. Từ kết quả trên có thể khẳng định, trên cùng đơn vị diện tích, mô hình nuôi cá nheo thương phẩm trong ao đất có giá trị cao hơn nhiều lần so với các đối tượng truyền thống như cá rô phi, cá trống cỏ hay cá chép. Với điều kiện và nhu cầu của người dân trên địa bàn tỉnh trong việc tìm nuôi các đối tượng mới có giá trị, thì việc nhân rộng mô hình cá nheo là rất cần thiết.